Chiều nay, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá và kết nối du lịch Huế 2024. Tham dự có ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, đây là dịp để các doanh nghiệp du lịch đến từ các vùng miền trên cả nước tham gia nhiều ý kiến cụ thể, sát thực cho du lịch Huế, cần phát huy những điểm mạnh phù hợp với thị hiếu, nhu cầu thị trường và có khả năng thu hút khách, cũng như thẳng thắn nêu ra những bất cập, hạn chế, tồn tại cần được khắc phục nhằm đáp ứng nhu cầu kỳ vọng của du khách. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đề nghị Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cần tập trung nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với thế mạnh về bản sắc văn hóa, di sản vật thể và phi vật thể của địa phương để tạo tiền đề cho công tác xúc tiến quảng bá, liên kết phát triển sản phẩm, chương trình du lịch. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến quảng bá du lịch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đưa ra những đề xuất với mong muốn du lịch Thừa Thiên Huế từ môi trường du lịch, điểm đến, hạ tầng, các sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú, hấp dẫn, có sức thu hút cao, giữ vững thương hiệu Huế, luôn là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của miền Trung và cả nước. Đồng thời, có các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển như kỳ vọng. Hội nghị xúc tiến quảng bá và kết nối du lịch Huế có ý nghĩa khi tỉnh Thừa Thiên Huế đang chuẩn bị đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia Huế 2025, thể hiện được sự vào cuộc chủ động của cộng đồng doanh nghiệp du lịch cùng chung tay với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác xúc tiến điểm đến, liên kết phát triển du lịch địa phương.